Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, buổi trước chúng ta đã học xong bài kinh thứ nhất là bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Bài kinh Pháp Môn Căn Bản này tức là muốn nói về cương yếu của tất cả các pháp, hay nền tảng của tất cả các pháp, và cái chủ đề chính của bài kinh tức là trình bày năm cái cách nhận thức về tất cả các cái pháp. Và từ những cái cách nhận thức này, chúng ta sẽ có những cái lối phản ứng khác nhau đối với sự vật, và nó sẽ chia ra các cái lối phản ứng của phàm phu hay là lối phản ứng của bậc thánh. Và năm cái và cái chủ đề chính của bài kinh cũng chính là chỉ cho chúng ta năm cái cấp độ nhận thức như chúng ta đã biết. Thứ nhất là tưởng chi, thứ hai là thức chi, thứ ba là thắng chi, thứ tư là tuệ chi, và thứ năm là liễu chi. Và chúng ta biết là hai cái cấp độ đầu tiên đó chính là của phàm phu, tức là tưởng chi, tức là biết sự vật thông qua cái tưởng của mình, tức là chúng ta đoán nó là như vậy, và nhiều khi nó không phải như vậy, và phần lớn và hầu như là nó không phải như vậy. Chúng ta chỉ nhìn sự vật trên cái bề mặt của nó, tức là nhìn trên cái khái niệm sự hiện hữu của vật, giống như chúng ta thấy hoa, chúng ta biết là hoa, và chúng ta thấy con người, chúng ta biết là con người, chứ không biết rằng trên thực tế con người nó là cấu thành của ngũ uẩn, và có được cái bông hoa này nó sẽ còn có nhiều các yếu tố khác nhau và nhiều cái duyên tăng lên. Và chính vì thế mà chúng ta chỉ có thấy được cái bề mặt, cho nên được gọi là tưởng chi, tức là biết theo cái tưởng tượng của mình, hình dung ra như vậy thôi. Và như đại thừa vẫn nói, tức là giống như là mình nhìn cái sợi dây mà ra cái con rắn, cho nên mình mới dẫn đến hoang mang và khổ đau. Và chính cái tưởng chi nhìn theo cái lối phán đoán của mình đó khiến cho chúng ta hiểu lầm sự vật và sinh ra cái việc là chúng ta chấp ngã và chấp pháp, và do đó nó khổ đau là như vậy. Và khá hơn một bước nữa, tức là nó tiến sang cái mức độ của thức chi. Thức chi tức là chúng ta biết sự vật, tức là có một cái căn cứ, tức là ví dụ như chúng ta do học hỏi mà chúng ta biết đến pháp, và do chúng ta học hỏi và có căn cứ trên sách, và chúng ta đọc cái sách này, chúng ta thấy là ở cái vấn đề này chúng ta biết là trong sách đã nói như vậy và chúng ta biết như vậy, thì những cái thức chi này nó vẫn thuộc về phàm phu, bởi vì nó vẫn còn ở trong cái sự đối đãi và chưa có một cái nhìn triệt để về sự vật. Và phải đến cái mức độ thứ ba, tức là thắng chi. Thắng chi tức là chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta có cái căn cứ đó, cái thứ hai tức là thắng thức chi, giống như là chúng ta thấy là chúng ta học pháp, chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy rằng là cái thế giới này là khổ, vô thường và vô ngã, nhưng mà chúng ta chỉ biết trên sách vở thôi, chứ nó chưa có thực sự nó thẩm thấu vào trong người chúng ta, và phải chờ một cái đột biến nào đó. Ví dụ như là trong gia đình mình có một cái vấn đề đó, chúng ta mới thẩm thấu, chúng ta mới hiểu rằng là thực sự là cái cuộc đời này rất là khổ. Và nhiều khi chúng ta thấy là biết là khổ đấy, nhưng mà khi mà nó qua cái cơn bí cực này, chúng ta thấy là cuộc đời lại phơi phới biết bao nhiêu, và chúng ta lại
tiếp tục biết qua cái thức chi, tức là chỉ biết là sách vở nói như vậy thôi. Còn tiến đến cái cấp độ nhận thức thứ ba, đó là thắng chi, tức là cái học pháp và hành pháp đó nó thẩm thấu vào cái con người của chúng ta và nó trở thành của chúng ta, và chúng ta thực sự kinh nghiệm, kinh qua được, thấy được rằng là thế giới này thực sự là khổ, vô thường và vô ngã bằng cái tuệ giác của chúng ta, chứ không phải bằng sách vở. Và cái biết tiếp theo nữa đó là tuệ chi. Tuệ chi tức là chúng ta biết một cách với trí tuệ, ngoài cái việc mà nó thẩm thấu vào trong con người chúng ta rồi, chúng ta còn phân tách nó ra một cách tỉ mỉ, biết rằng là khổ như thế nào, vô thường như thế nào, vô ngã như thế nào, vân vân. Tức là chúng ta có một cái tuệ giác ở trong con người chúng ta, phân tích ra, chúng ta hiểu được cái điều đó. Và cuối cùng là liễu chi. Liễu chi tức là chúng ta biết sự vật một cách hoàn toàn rốt ráo, chứ không phải là chỉ biết trên một mặt của nó. Giống như là chúng ta thấy là chúng ta đưa cái miếng này lên, chúng ta nếu mà cái biết bình thường của chúng ta chỉ biết là cái mặt này là nó có cái gì, còn cái mặt sau thì chúng ta không nhìn thấy thì không biết. Còn cái liễu chi là chúng ta có thể biết hết được mọi sự vật một cách rốt ráo, và cái đó là chỉ cho cái tuệ giác của Đức Phật. Và như lần trước có đưa ra một cái ví dụ đó, tức là cái bậc mà đạt đến tuệ chi, tức là A-la-hán đó, mới hoàn toàn giải quyết được cái vấn đề sinh tử, tức là không còn cái nợ sinh tử nữa, tức là chúng ta hoàn toàn thoát ly ra khỏi ba cõi này và trở thành một vị thánh. Và đối với lại cái bậc cuối cùng, tức là Đức Phật đó, là hoàn toàn liễu chi, tức là cái tuệ giác của Ngài biết còn bao quát hơn một cái vị A-la-hán. Thì từ từ sẽ có những cái ví dụ cụ thể hơn, nhưng mà ở đây chúng ta tổng hợp lại cho nên không có đi sâu vào. Sẽ có những cái kinh khác chúng ta gặp và chúng ta sẽ phân tích. Và như lần trước có đưa ra cái ví dụ giống như là những cái người mà còn trong vòng sinh tử, thì giống như là chúng ta mua một cái nhà, chúng ta còn nợ bao nhiêu phần trăm, còn đến bậc A-la-hán tức là pay off rồi, không còn nợ nữa. Còn Đức Phật đó, không những pay off mà Ngài còn dư ra không biết bao nhiêu tiền của nữa, cho hoài không hết, có thể trao cho chúng ta không biết bao nhiêu của mà không có bao giờ hết. Thì nó cũng, chúng ta thấy là ở đây giống như cái hình ảnh của Kinh Pháp Hoa rất rõ ràng. Đây là cái phẩm thí dụ đó. Khi mà cái nhà cháy đó thì Đức Phật ông trừng giảng, ví dụ những người con chạy ra khỏi cái nhà lửa đó thì ông phải dùng những hình thức là dùng nó là xe dê, xe hiêu, rồi xe trâu. Nhưng mà khi ra đến ngoài rồi đó, ông nghĩ rằng là của cả mình giàu có như này mà tại sao cho những cái thứ thấp kém. Cho nên ông cho một cái rốt ráo nhất đó là cái xe trâu. Thì ở đây cũng giống như vậy, là Đức Phật là một cái người rất là giàu có về sự giác ngộ đó, có thể trang ban trải cho chúng ta mà không có bao giờ thiếu. Thì đó là năm cái cấp độ nhận thức, là cái chủ đề chính của cái bài kinh lần trước. Và theo cái tiến trình nhận thức đó thì chúng ta thấy là chúng ta có thể rút lại làm bốn cũng được, bởi vì tưởng chi và thức chi trên thực tế nó là phàm phu, thì chúng ta có thể chung lại thành tưởng chi, rồi đến thắng chi, tuệ chi và liễu chi, hoặc có thể rút ngắn nữa chỉ còn hai thôi, đó là tưởng chi và thắng chi. Tưởng chi tức là chỉ cho phàm phu, còn thắng chi tức là chỉ cho những cái vị giải thoát. Và như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là đối với đạo Phật luôn luôn mở ra hai cái con đường. Cái con đường thứ nhất là con đường của tuệ giác, và cái con đường thứ hai là con đường của phàm phu. Nếu như mà chúng ta đi theo cái lối của tưởng chi thì phía trước là khổ đau và sinh tử luân hồi sẽ tiếp nối không ngừng. Còn nếu mà chúng ta bước trên cái con đường của thắng chi, nhìn nhận sự vật đúng như nó là, thì con đường hạnh phúc và an lạc sẽ được mở ra. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi đúng con đường, cái nhìn nhận của chúng ta đúng, đạo Phật ăn thua là ở cái nhìn nhận, tức là cái tác ý của chúng ta đó. Khi mà cái tác ý của chúng ta đúng thì mọi việc chúng ta làm nó rất là nhẹ nhàng, không có cực nhọc gì hết. Còn nếu như không thì mặc dù chúng ta làm rất cực nhọc nhưng mà cái lợi ích không bao nhiêu cả. Giống như là một cái đường rầy xe lửa, chúng ta biết rằng là cái xe lửa nó rất là nặng, rất là dài như vậy, nhưng mà nếu mà nó chạy trên cái đường rầy đó thì chúng ta thấy là nó thong thả, nó chạy rất là đều đều. Nhưng mà khi mà nó chỉ chật đường ray một chút xíu thôi, chúng ta thấy là nguyên một cái toa tàu, nguyên một cái con tàu, cái đoàn tàu đó nó sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Cho nên là cái mức độ của tưởng chi chúng ta phải rất cẩn thận và nỗ lực học pháp để vượt qua, để có được cái thắng chi. Thì đó là cái nội dung của bài Pháp Môn Căn Bản, là cái bài đầu tiên trong 152 Kinh Trung Bộ, là một cái bài rất là quan trọng, bởi vì nó mở ra
một cái hướng đi cho chúng ta, một cái nhìn tổng thể, cái hướng đi cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta sang cái bài thứ hai, tức là bài kinh Tất Cả Đạo Hoặc. Và như lần trước có nói thì trong 57 kinh Trung Bộ một này, thì chúng ta thấy là 10 bài kinh đầu tiên rất là quan trọng, bởi vì 10 bài kinh này nó sẽ cho chúng ta một cái hướng đi. Mỗi một bài kinh nó sẽ cung cấp cho ta một cái hướng đi, một cái con đường đi khác nhau. Cái bài số 1 thì cung cấp cho ta một cái tổng thể, toàn cảnh nhìn về cái con đường đi. Và 9 cái bài tiếp theo sẽ cho chúng ta những cái hướng đi khác nhau, và mỗi một hướng đều dẫn đến giải thoát giác ngộ. Và chính vì thế mà cái phần thứ nhất của bài kinh, như lần trước có nói, được gọi là căn bản của tất cả các pháp. Tức là nó là 10 học 10 bài kinh này, nó sẽ là những cái bài kinh còn lại, nó là triển khai của 10 cái bài kinh này mà thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Thì đây là một cái map khác cho chúng ta. Như cái bài số 1, nó là một cái bản đồ, một cái map cho chúng ta. Và bài này cũng sẽ là một cái map khác cho chúng ta. Bài 1 là cương yếu cho chúng ta nhận thức các pháp, tức là giống như là trao cho chúng ta một cái khái niệm. Giống như chúng ta học toán hay học lý đó, bao giờ cũng vậy, cho chúng ta một cái định lý, tức là một cái nội dung, một cái khái niệm để chúng ta biết được là cái này nó là cái gì. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái bài toán cụ thể để chúng ta làm để chứng minh cho cái định lý đó. Thì tương tự như vậy, cái bài kinh số 1, pháp môn căn bản đó, cho chúng ta một cái khái niệm, một cái định lý. Và bài thứ hai này cho chúng ta một cái cương yếu để thực hành tất cả các cái pháp đó. Và từ từ chúng ta sẽ thấy là trong tất cả các cái phương pháp thực hành đó, chúng ta chỉ có 7 phương pháp mà thôi. Chúng ta áp dụng 7 cái phương pháp này vào trong cuộc sống để mà đối trị từng loại lậu hoặc một. Và khi mà đối trị tất cả các lậu hoặc xong thì cũng đồng nghĩa với việc là an lạc và giải thoát của chúng ta sẽ hiện hữu. Và như vậy bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc này sẽ cho chúng ta một cái nhìn chung về tất cả các cái loại lậu hoặc ở trên thế gian này. Và Đức Phật không chỉ cho chúng ta thấy cái lậu hoặc, mà đồng thời Ngài cho chúng ta cái phương pháp thoát ly, cái phương pháp để đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Và chúng ta mở trang kinh số 21, chúng ta phân tích cái đề kinh trước. Tiếng Pali của bài kinh là Sabbasava Sutta, tiếng Anh là All the Things. Sabba ở đây tức là tất cả. Chúng ta nghe cái từ Sabba có quen không? Chúng ta thấy là Sabba Tava, ở miền Bắc hay gọi là chữ Sabba. Sabba nghe gần, rất gần gũi với chữ Sabba. Và miền Trung, miền Nam chúng ta gọi đó là Tava, tức là nó nghĩa là tất cả. Mình vẫn nói là đi ta bà ha, tức là chúng ta đi khắp tất cả mọi nơi, không có chỗ nào chúng ta chưa ở, đi lung tung khắp mọi nơi. Và chữ sắc ba này nó có nghĩa là tất cả. Và chữ asava tức là lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây nó sẽ có hai ý, nó có hai nghĩa. Và nghĩa thứ nhất của lậu hoặc tức là rò rỉ, lậu tức là nó rớt, nó rò rỉ xuống, giống như là chúng ta có một cái hũ đựng các cái thiện pháp mà nó bị lủng một cái lỗ đó, thì có bao nhiêu thiện pháp chúng ta làm là nó rò rỉ, nó rớt ra ngoài hết. Bao nhiêu nỗ lực của chúng ta nó cũng trở thành công không. Do đó cái việc mà chúng ta cần làm là chúng ta phải biết cái lỗ này để cho các cái thiện pháp chúng ta làm nó không có bị rớt ra ngoài. Tức là asava tức là cái lậu hoặc, rò rỉ, những cái thứ mà làm cho tất cả những cái sự tốt đẹp của chúng ta nó không có tồn tại được. Khi mà cái điều tốt đẹp của chúng ta vừa nhân đúng khởi lên thì bị cái lậu hoặc này nó áp chế, hoặc là nó làm chúng ta bị tuột đi. Và cái ý thứ hai của lậu hoặc asava nó còn có nghĩa là những cái sai lầm nhận chìm chúng ta xuống. Tức là do những cái lậu hoặc này nó nhận chìm, làm cho chúng ta, cái tâm của chúng ta nó không trở nên thanh thoát, không trở nên thanh cao, không trở thành bậc thánh được. Thì đó là cái nghĩa thứ hai của asava, tức là những cái sai lầm nó nhận chìm chúng ta. Và cái sai lầm, cái lậu hoặc nhận chìm của chúng ta ở đây
đó chính là nó nhân chìm chúng ta vào luân hồi sinh tử. Nhân chìm ở đây giống như chúng ta thấy là nếu mà chúng ta ngâm cái tay của chúng ta vào trong nước thiệt lâu, nhất là chúng ta nếu mà đi tắm biển, chúng ta thấy là chúng ta tắm chừng 30 phút là lên chúng ta thấy cái tay của chúng ta nó teo lại. Thì ở đây cũng vậy, cái lậu hoặc của chúng ta nếu mà nó nhiều quá, chúng ta bị nhân chìm ở trong cái lậu hoặc thì chúng ta cũng sẽ bị teo lại. Teo lại ở đây ý muốn nói rằng là chúng ta không có thể phóng tâm, không có thể thoát ra được và không có thể trở thành một cái bậc thánh thiện được. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta bị cái lậu hoặc này nó nhân chìm, nó lôi kéo chúng ta đi. Và khi mà cái lậu hoặc nó càng nhiều thì cái việc mà chúng ta thoát ly ra khỏi nó càng trở nên khó hơn. Giống như chúng ta thấy là một con voi mà nó bị lún vào cái đầm lầy đó thì rất khó cho nó có thể mà thoát ra được, phải nhờ một cái động lực ở bên nào hoặc là có một cái đột biến gì đó thì nó mới có thể vùng lên, nó vượt ra được. Và chúng ta biết là rất khó để có thể vùng lên được và rất là hy hữu. Giống như nếu mà chúng ta xem trong phim Tam Quốc có cái đoạn mà Lưu Nghi bị đánh cho chạy teo tu mà con ngựa nó chạy qua cái vũng nước sình đó, thì thường thường là qua cái vũng nước đấy là nó sẽ bị nhận chìm xuống, nhưng mà tự nhiên là sao con ngựa nó có thể nó vùng lên, nó vượt lên được. Chúng ta xem phim đó chúng ta biết. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta bị những cái lậu hoặc này nhận chìm thì chúng ta cũng phải cần có một cái đột biến. Và cái đột biến ở đây không gì khác, đó chính là cái việc mà chúng ta học pháp mới hành pháp. Thì những cái đó nó làm cho cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ lên, và khi mà mạnh mẽ như vậy thì chúng ta mới có thể vùng lên, chúng ta thoát ra được khỏi cái đám đầm lầy đó. Chứ còn nếu không thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ áp đảo chúng ta, giống như là nó nhận chìm cái con voi trong cái vũng đầm lầy đó. Đó là cái ý nghĩa của lậu hoặc. Như vậy chúng ta thấy là lậu hoặc nó có hai nghĩa là rò rỉ mất thiện pháp, hoặc là nó nhân chìm chúng ta vào trong sinh tử luân hồi. Chúng ta, đó là cái phân tích cái tên của bài kinh. Bây giờ chúng ta đọc cái phần tất yếu, tức là cái phần tiếng Anh đó, để chúng ta biết được tổng thể cái nội dung của cái bài kinh. Tất cả lậu hoặc này sẽ nói cái gì và dạy chúng ta cái gì. Chúng ta cùng đọc nhé. Sabbasava Sutta, all the things the Buddha teach, the bhikkhus, seven methods for restraining and abandoning the things, the fundamental defilements that maintain bodies to the realm of birth and death. The Buddha, tức là Đức Phật, teach là giảng, dạy bảo. The bhikkhus là một cái thuật ngữ mà chúng ta nên biết, đó là chỉ cho các tỳ kheo, tức là chỉ cho quý thầy và quý sư cô. Seven methods, tức là bảy phương pháp. Restraining, tức là để hạn chế, để dập tắt. Để mà abandoning, tức là làm cho ngăn chặn lại. The taints, tức là các cái lậu hoặc, để ngăn chặn, để ngưng lại những cái lậu hoặc. The fundamental defilements, defilements là lậu hoặc. Fundamental là căn bản, những cái lậu hoặc căn bản, những cái phiền não căn bản đó. That maintains, tức là trói buộc. Bondage, tức là những cái trói chặt. Maintain, tức là làm chúng ta phải ở đấy hoài. Bondage, tức là trói buộc chúng ta. To the realm, tức là trong cái vòng xoáy của birth and death, tức là trong cái vòng sinh tử luân hồi đó. Birth là sinh ra, death tức là chết. Thì chúng ta cứ sống đi chết lại hoài hoài hoài, không bao giờ ngưng. Nếu như mà chúng ta còn những cái lậu hoặc này mà chúng ta tiếp tục để cho nó sinh khởi mà không có phương pháp ngăn chặn và đoạn trừ, thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, không bao giờ ngưng. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật dạy các tỳ kheo bảy phương pháp để ngăn chặn và đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Những cái lậu hoặc căn bản trói buộc tất cả chúng sinh vào trong cái chu kỳ của sinh tử. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng, lậu hoặc ở đây rất có nhiều, nhưng mà Đức Phật chỉ ra những cái lậu hoặc căn bản thôi. Và đối với tất cả những cái lậu hoặc này,
Có rất nhiều lậu hoặc, ở đây chúng ta thấy là tất cả lậu hoặc, tức là Đức Phật chỉ sẽ chỉ cho chúng ta tất cả những cái nhiễm ô trên cuộc đời này. Và tất cả nhiễm ô trên cuộc đời này, chúng ta chỉ cần dùng 7 phương pháp, như ở đây sẽ nói 7 phương pháp này sẽ có thể đối trị được tất cả những cái lậu hoặc đang hiện hữu trong cuộc đời này. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu 7 phương pháp đó là gì. Và lần lượt trong 7 phương pháp này, chúng ta lựa chọn một cái phương pháp thật là thích hợp với mình để chúng ta đối trị cái lậu hoặc đó. Không phải bất kỳ một cái lậu hoặc nào chúng ta cũng có thể dùng bất kỳ pháp môn nào trị được. Tùy từng cái lậu hoặc mà chúng ta đối trị, dùng cái pháp môn nào đó thích hợp để đối trị. Chứ nếu không chúng ta thấy là như đã nói đó, tức là nếu mà chúng ta dùng sai phương pháp đó thì cái sự nỗ lực của chúng ta, cái việc làm của chúng ta rất nhiều, rất nỗ lực, bỏ rất nhiều công ra, nhưng mà cái hiệu quả lại không được là bao nhiêu cả. Giống như trong cái câu chuyện của Ngài A Nan dạy cho người lò rèn, những người quan kiết địa chúng ta có từng nghe, chúng ta biết rồi đó. Thì hai phương pháp đó Đức Phật đều dạy, đều đúng cả, đều là chánh pháp cả. Đức Phật dạy phương pháp quán bất tịnh, Ngài có dạy phương pháp mà quán hơi thở, Đức Phật cũng có dạy, và hai phương pháp đó đều là phương pháp quán rất là hữu hiệu. Nhưng mà cái việc còn lại đó là chúng ta áp dụng cái phương pháp đó như thế nào. Thì hai cái người mà đến học pháp với lại Ngài A Nan đó, một người thì là người coi nghĩa địa, tức là ở Ấn Độ thì có nhiều các cái cách để xử lý cái xác chết người chết đó, tức là có địa táng, tức là chôn này, có cách là thủy táng, tức là quẳng xuống sông này, rồi cách thứ ba là hỏa táng, tức là thiêu đốt trà tỳ đó, và cách thứ tư là cứ quăng lên trên rừng vậy thôi, để cho chim nó gì nó ăn hết thịt, thì tự nhiên là nó hoại theo thời gian thôi. Thì chúng ta thấy là ở trong kinh cứ có con kên kên đó, chúng ta thấy là nó chuyên ăn những cái xác của con người rất là đó. Thì cái người thứ hai đó là cái người mà làm thợ rèn đó, tức là ông phải quay cái ống để mà cho nó cái than nó đỏ lên để nung sắt để mà làm lò rèn đó. Thì với cái người mà lò rèn đó thì ông ấy quay ống thổi hoài thì Ngài A Nan đi lại cái pháp quán bất tịnh. Còn cái ông mà coi nghĩa địa mà thấy xác chết trương thối sình hàng ngày đó thì Ngài dạy cái phương pháp quán hơi thở, nên không có trúng vào đâu hết. Cho nên chúng ta thấy là cũng là một cái pháp Phật rất là rõ ràng, là chánh pháp Đức Phật dạy, nhưng mà Ngài A Nan dạy hoài, họ thực tập. Ngài nói rằng là đó, cái phương pháp Phật dạy đó về thực tập một tháng thì quay lại đây, hai ông hí hửng có pháp Phật trong tay rồi về thực hành. Thực hành một tháng xong đến gặp Ngài A Nan ủ rũ nói: thưa Ngài, thực tập chả thấy nó có hiệu quả gì cả. Thì Ngài A Nan cũng phân vân, Ngài nói rằng là rõ ràng cái này là Đức Phật dạy cho mình, mà tại sao mình dạy cho công này mà sao rốt vậy đó. Thì mà thực hành hoài không được thì Ngài cũng chán, Ngài đến Ngài gặp Đức Phật và thưa với Đức Phật nói rằng là tại sao mà cái chánh pháp mà Ngài dạy như vậy mà con dạy hai công này mà ông không có thực hành, không có lấy gì là sao. Thì Đức Phật nói rằng ông dạy sao. Thì Ngài cũng thưa thật, Ngài nói là ông mà quán, ông coi như nghĩa địa con dạy cái phương pháp quán hơi thở, còn cái ông lò rèn đó thì con quán bất tịnh. Đức Phật nói là tại sao ông không đổi ngược cái phương pháp lại, cái ông kia ông ấy coi nghĩa địa là hàng ngày ông phải tiếp xúc với cái bất tịnh ấy, thì cái đó là cái nền tảng của ông ấy, tức là ông ấy giỏi về cái đó thì dạy cái pháp bất tịnh ấy, ông có thể nhìn thấy được cái điều đó ngay, bởi vì hàng ngày ông ấy tiếp xúc với cái chuyện đó. Còn cái ông lò rèn thì tối ngày ông cứ thổi này, đâu phải đụng đến hơi thở, thì dạy cái phương pháp quán hơi thở thì nó liên hệ đến cái background, tức là cái nền tảng của người ta. Cái gì cũng vậy thôi, chúng ta thấy là khi mà chúng ta giỏi về cái môn tự nhiên mà bây giờ cứ cho văn miêu tả với cái này cái kia làm sao chúng ta giỏi được. Còn cái người mà giỏi về văn mà đem ra là lập trình này lập trình kia thì người ta bó tay, thì cũng giống như đây là cái cách khéo léo của Đức Phật mà chúng ta thấy đó là cái mà chúng ta nên áp dụng cho cuộc sống này. Ví dụ như là chúng ta gặp cái người mà làm farm, làm vườn, là chúng ta cứ thao thao bất tuyệt là cái máy tính là như thế này, như thế kia, chúng ta phân tích cái cấu trúc này, cấu trúc kia, chúng ta thấy là không có dính dáng gì không nhé. Ông nghe ông chỉ ngáp hay chứ đâu biết gì. Nhưng mà với cái người mà gặp cái người mà kỹ sư mà giỏi máy tính, chúng ta nói là trồng rau là phải tháng này là phải tưới bao nhiêu nước, cần bao nhiêu phân, ông nghe ông háo miệng thôi, mặc dù cũng là kỹ sư nhưng mà nó không có áp dụng với lại họ. Cho nên chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta học pháp rồi, hành pháp rồi, khi mà đem ra đây đó, cần phải có một cái sự khéo léo nữa. Còn nếu không thì chúng ta thấy là
cái khác như vậy, nhưng mà nó không có đem lại lợi ích, không có đem lại an lạc cho hữu tình. Không những nó không đem lại an lạc mà thậm chí chúng ta thấy là đôi khi nó còn có những cái tác hại của nó. Tác hại ở chỗ nào? Tức là người ta thấy rằng là mình nỗ lực, mình hành pháp đúng chánh pháp rồi mà nó không có kết quả, thì họ sẽ cho rằng là đạo Phật là cái đạo mà không ra làm sao cả, thực hành mà nó không có kết quả, thì cái đó là một trong những cái lỗi của chúng ta trong khi chúng ta học pháp và hành pháp. Bởi vậy cho nên là Đức Phật mới có một cái câu ngài nói là gì, tức là chỉ có cái con trùng nó mới có thể ăn thịt được con sư tử thôi. Cho nên là đúng, cái việc mà học pháp hành pháp của chúng ta nếu không khéo thì chúng ta sẽ làm cho chánh pháp từ từ bị mai một ở trong chúng ta. Và một trong những cái câu mà gọi là di huấn tối hậu của Đức Phật đó, ngài có nói một cái câu rằng là gì, tức là đừng làm người tối hậu trong giáo pháp của chúng ta. Cũng giống như là trong gia đình chúng ta vậy, trong gia đình chúng ta là thường thường cái truyền thống của Việt Nam là bao giờ mình cũng phải có cái người mà nối dõi tông đường. Nếu như mà đến đời mình ấy mà mình làm cho cái dòng giống của mình nó tuyệt, tức là không có người nối dõi tông đường đó, thì tức là đó là một cái lỗi của chúng ta làm có đứt dòng giống. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng là chủng tử của Đức Phật, mà chúng ta làm cho Phật pháp đến đời chúng ta mà nó bị tan biến mất, thì đó là một cái lỗi, và cái lỗi đó là do chúng ta thiếu học và thiếu hành pháp thôi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực, và như vẫn nói đấy, trong nhất là trong kinh Nikaya này luôn luôn có một cái câu mà như có chia sẻ bên những cái lớp kia đó là nhiệt tâm tinh cần, tránh niệm tỉnh giác để chế ngự tham dục đời. Lúc nào chúng ta cũng phải nhiệt tâm tinh cần học pháp, và chỉ có cái nhiệt tâm tinh cần học pháp như vậy thì chúng ta mới tìm ra được cái con đường đi thích hợp cho mình. Và đương nhiên chúng ta sẽ có thể tìm ra cái con đường thích hợp cho những cái người khác. Và đó là sơ qua về cái tất yếu của bài kinh, tức là ở đây sẽ có rất nhiều lậu hoặc, và Đức Phật sẽ xếp hạng những cái lậu hoặc đó vào những cái lậu hoặc căn bản. Và trong những cái lậu hoặc căn bản đó thì chúng ta sẽ có 7 phương pháp để đoạn trừ. Chẳng hạn như là như đã nói, có những phương pháp, ví dụ như ở trong đây chúng ta thấy là có những phương pháp được gọi là do chi kiến được đoạn trừ. Chi kiến là gì? Tức là chi kiến, tức là những cái điều chúng ta hiểu biết. Khi mà chúng ta hiểu biết một cái thì tự nhiên là cái lậu hoặc đó nó được đoạn trừ. Ví dụ như là chúng ta thấy là như vẫn nói đó, chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta đây, ví dụ đây là một cái cục than rất là nóng, đỏ rực, mà chúng ta không có một cái chi kiến, chúng ta không biết nó là một cái hoàn than nóng, chúng ta cầm chúng ta chơi. Khi mà cầm chơi thì chắc chắn là tay chúng ta sẽ phỏng. Và phỏng tức là chúng ta đang bị đau khổ, là do cái lỗi mà chúng ta không biết. Cái việc mà chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ của cái việc phỏng tay đó chỉ bằng cách là chúng ta học, chúng ta biết rằng là đây là cái cục than nóng. Cái cục than nóng nó như thế này, mô tả cái cục than nóng nó như thế này, tức là nó đỏ, nó màu đen. Tức là cái cục than nó màu đen, khi mà đốt lên thì nó đỏ rực lên, và nó có một cái sức nóng ghê gớm. Nếu mà chúng ta đụng vào thì phỏng tay, nếu mà chúng ta có cái chi kiến đó thì đương nhiên không bao giờ chúng ta đụng vào đây. Và khi mà không đụng vào đây đó thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có cái khổ đau của cái phỏng tay. Thì có những cái phương pháp mà chúng ta phải do biết để mà chúng ta có thể được đoạn trừ. Và nếu như mà chúng ta không biết thì cái khổ đau nó sẽ sinh khởi hoài, không bao giờ có thể hết được. Và chúng ta sang cái phần thứ 3 của bài kinh, đó là chủ đề. Chủ đề của bài kinh tức là 7 phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc. Như chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ biết 7 phương pháp đó chính là ở trang số 22 cho đến trang số 25. 7 phương pháp đó là: thứ nhất là chi kiến, thứ hai là phòng hộ, thứ ba là thọ dụng, thứ tư là kham nhẫn, thứ năm là tránh né, thứ sáu là trừ diệt, và thứ bảy là tu tập. Có những pháp môn, có những cái lậu hoặc mà chúng ta phải tu thì nó mới rơi rớt, chứ còn nếu mà không tu thì chúng ta không có thể khiến nó rơi rớt được. Thì đó là chủ đề của bài kinh, tức là 7 phương pháp để chúng ta đoạn trừ lậu hoặc. Chúng ta sang phần thứ tư là duyên khởi của bài kinh. Duyên khởi ở trong đây thì không có nói, hầu hết các cái bài kinh Trung Bộ thì không có đề cập đến duyên khởi. Và vào cái phần chính luôn, tức là Đức Phật dạy
pháp này pháp kia, nhưng mà trên thực tế nếu mà chúng ta có thời gian mà nghiên cứu về chú giải, đọc trong chú giải thì mỗi bài kinh mặc dù nó không có đề cập đến nhưng mà nó đều có cái nguyên nhân, cái lý do mà Đức Phật giảng cái bài kinh này. Như cái bài trước chúng ta biết là cái lý do mà Đức Phật giảng cái bài kinh pháp môn căn bản là bởi vì là do các tỳ kheo, các cái tỳ kheo hoặc là một số người tự cho rằng là mình, cái chi kiến của mình, cái sự giác ngộ của mình ngang hàng với Đức Phật, sinh ra kiêu mang, cho nên Đức Phật dạy các cái pháp môn căn bản này và chỉ ra các cái cấp độ nhận thức và để cho họ tự xếp hạng rằng là mình đang ở trong cấp độ của tưởng chi hay là thức chi hay là thắng chi, và cái cấp độ liễu chi là của Đức Phật là rất, còn rất là xa, chúng ta rất là xa so với lại chúng ta ngay cái mức độ mà thức chi rồi chúng ta cũng đã khó có thể đạt tới, chứ đừng nói đến thắng chi. Cho nên là cái mức độ giác ngộ của chúng ta so với lại cái tuệ chi của A-la-hán và so với liễu chi của Đức Phật rất là xa. Thì đó là cái lý do mà Đức Phật kết cái bản kinh thứ nhất. Và tương tự như vậy, ở đây cái lý do, cái nguyên do hay cái duyên khởi mà Đức Phật nói cái bài kinh tất cả lậu hoặc này, đó là do có một số các cái vị tỳ kheo đó, cái bài kinh này không có nói một cách rõ ràng, nhưng mà ở trong chánh kinh có đề cập sơ sơ thì có nói rằng là có một số các cái vị tỳ kheo đó là do cứng đầu, cứng đầu. Chúng ta mở trang số 22 ra, cái phần đoạn trừ bằng chi kiến đó, cái này không có nói cụ thể nhưng mà nó cũng lột tả một chút lên cái lý do. Ở trang số 22 phần chú giải mà cái phần đoạn trừ bằng chi kiến đó, đoạn trừ bằng chi kiến là không để ý chuyện không đáng để ý và chỉ tác ý những gì cần tác ý. Pháp của Như Lai dạy là cốt cho người biết tác ý như lý và thấy rõ những gì đáng tác ý. Thì chúng ta thấy là ở đây rất, nói rất rõ ràng là pháp của Đức Phật dạy là cốt để cho người biết tác ý, chứ không phải là người không biết tác ý. Và một cái hình thức khác của nó ở đây chính là muốn chỉ cho là pháp của Đức Phật dạy cho những người có cái tâm nhu nhuyến, tức là sẵn sàng học pháp, sẵn sàng tu sửa và sẵn sàng thay đổi, chứ không phải là dạy cho những người không biết tác ý, tức là không phải dạy cho những người mà cứng đầu. Cứng đầu ở đây tức là gì? Tức là Đức Phật dạy cái điều này là lậu hoặc, những cái điều này là nhiễm ô, những cái điều này nếu như mà chúng ta thực hành nó sẽ đưa đến đau khổ, mà chúng ta cứng đầu chúng ta không nghe. Chúng ta nói là Đức Phật nói thì nói nhưng mà thấy đâu có đúng đâu. Giống như vì tỳ kheo Sati, Đức Phật nói là dục là chứng đạo, nhưng mà ông tuyên bố ngược lại, ông nói rằng là dục không phải là pháp chứng đạo. Thì cũng giống như vậy ở đây, cũng giống như chúng ta hàng ngày chúng ta nói chuyện, chúng ta phân tích, chúng ta bình, tức là trong một cái vấn đề gì đó nó đang có tranh cãi mà chúng ta phân tích một hồi, chúng ta thấy là cái đối phương kia mặc dù thấy nó hợp lý đó nhưng mà cứng đầu. Tức là nếu mà mình nói là mình sai, mình không đúng thì quê, mình cứng đầu cái chày cái, tức là cứng đầu nói rằng mặc dù thấy đúng đấy nhưng mà không, tôi thấy nó có cái gì đó không có đúng, mặc dù không biết phân tích được mà biết rằng là mình đuối lý đấy, nhưng mà vẫn nói rằng là mặc dù tôi thấy ý anh cũng hay đấy, nhưng mà tôi thấy nó cũng không phải như vậy, nhưng mà không biết nói là sao cả. Và chúng ta thấy là giống như là có một cái bài kinh từ từ chúng ta sẽ học, là hình như là cái bài kinh đó gọi là bài kinh Vương Tử Vô Ý đó. Khi mà ông đến ông tranh luận với Đức Phật đó, thì Đức Phật phân tích một hồi thì ông thấy là, tức là ông Vương Tử Vô Ý này là cái người mà theo Đạo Ni Kiền Tử. Đạo Ni Kiền Tử thì cho rằng là trong ba cái nghiệp thân khẩu ý đó, thì họ cho rằng là cái nghiệp thân này nó quan trọng hơn nghiệp ý, bởi vì họ cho rằng là nếu như mà mình suy nghĩ nhưng mà mình không phát tác hành động thì nó chưa có tạo thành nghiệp. Và họ giữ cái quan điểm rằng là cái thân nghiệp là quan trọng, và ngược lại thì Đức Phật nói rằng là cái ý nghiệp là quan trọng. Thì khi mà đến mà thể ý hỏi với Đức Phật, và tức là giống như đến đàm thoại với Đức Phật đó, thì ông nói rằng là với cái vị thầy của họ, đạo sư của ông ấy dạy rằng là thân nghiệp là quan trọng, và tôi nghe rằng là Đức Phật dạy là ý nghiệp là quan trọng, có phải không? Thì Đức Phật xác nhận rằng là quả đúng như vậy, thì ta có nói rằng là ý nghiệp là quan trọng. Thì ông mới dẫn chứng cho rằng, nói rằng là nếu như mà ý nghiệp mà quan trọng như vậy, nếu mà không phát tác ra hành động thì nó đâu có tạo nghiệp. Thì Đức Phật mới đưa ra một số các cái ví dụ, nói rằng là ví dụ, tức là có bốn cái ví dụ đưa đến bốn cái cấp độ khác nhau để cho ông ấy thấy. Mà một trong những cái ví dụ đó thì Đức Phật có đưa ra cái ví dụ như thế này. Đức Phật nói rằng là ví dụ như một cái người lực sĩ có một cái sức mạnh rất là lớn,
Và ông đến cái thành Nalanda đó, ông dùng cái sức mạnh của mình và dùng cái kiếm ở trong tay của mình, ông giết hại tất cả những người ở trong cái thành Nalanda này. Thì thử hỏi rằng là trong một ngày ông lực sĩ đó có thể giết được bao nhiêu người? Thì ông này trả lời rằng là cái thành Nalanda này người vô số như này, một ngày giết đâu được bao nhiêu người, giỏi lắm là vài trăm cho đến 1.000, 2.000, 3.000 người là cùng, mà ở đây có tới vài triệu người, làm sao giết xuể được? Thì Đức Phật nói rằng là đúng như vậy, một cái người lực sĩ có sức mạnh như vậy, dùng cái thân của mình, dùng cái kiếm của mình mà giết hại người trong thành Nalanda này thì trong một ngày giết không được bao nhiêu cả. Nhưng mà bây giờ một ông vua có quyền lực và ý ông ấy khởi cái tâm là muốn diệt cái thành Nalanda này thì ông nghĩ thế nào? Thì ông nói rằng là nếu như mà ông vua có quyền lực, ông có sức mạnh thì đừng nói là một cái thành Nalanda này, chứ 10 cái thành Nalanda này ông mà ông sai quân lính tới thì trong vòng nửa ngày cũng diệt sạch bách, không còn cái gì nữa. Thì Đức Phật nói rằng à, như vậy rõ ràng rằng là cái ý nó quan trọng hơn. Ông vua ông đâu có dùng sức ông giết đâu, nhưng mà ông có thể chỉ huy, ông có thể lãnh đạo những cái đội quân hùng mạnh của ông ấy, thì trong vòng một nửa ngày có thể giết được nhiều người trong cái thành Nalanda đó. Thì như vậy rõ ràng là cái ý nó mạnh mẽ hơn, nó tạo nghiệp mạnh mẽ hơn. Thì ông nói rằng là nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà tôi chưa thấy nó có cái gì đó mà chưa có thỏa mãn, tức là ý ông nói rằng là nó chưa có thỏa mãn mà cần phải có những cái ví dụ mà nó xác đáng hơn nữa. Thì chúng ta thấy là từ từ học vào cái bài đấy, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật đưa tới 4 ví dụ và cuối cùng ông mới chịu khuất phục Đức Phật. Nhưng mà trên thực tế thì ông Vương Tử vô ý ấy, không phải là cái người mà đến mức cứng đầu như chúng ta, là bởi vì ông nói rằng là ngay cái ví dụ ban đầu Đức Phật đưa ra đó thì ông đã khuất phục Đức Phật rồi, nhưng mà ông chỉ muốn là thấy được cái sự hùng biện của Đức Phật và cái trí tuệ của Đức Phật thôi, cho nên ông mới cố gắng ông hỏi, ông cứng đầu hỏi như vậy, để tức là ông muốn quy Đức Phật rồi, nhưng mà ông phải muốn là cái bậc thầy của mình là cái người trí tuệ như nào, tức là ông gắng ông hỏi vậy thôi. Chứ còn chúng ta là chúng ta gắng chúng ta hỏi là do là chúng ta cứng đầu và chúng ta không có muốn khuất phục người khác, thì cho nên là cái pháp của Phật ở đây cũng vậy. Đức Phật nói rằng là ngài dạy cho những người là biết tác ý, đây là những người mà có tâm nhu nhuyễn, chứ không phải là dạy cho những người không biết tác ý, tức là những người mà cứng đầu. Và chính vì thế mà đạo Phật, một trong những cái đặc điểm của đạo Phật như chúng ta đã biết đó, được gọi là đạo của trí tuệ. Và cái tính chất của đạo Phật tức là được người trí chứng ngộ, tức là sao? Tức là người trí mới có thể hiểu được cái điều đó. Giống như trong chúng ta có học qua kinh Mi Tiên Vấn Đáp chưa? Đã, trong cái bài kinh Mi Tiên chúng ta biết là vua Dilanda, tức là Mi Tiên đó, là một cái người có cái trí tuệ rất là lớn, và thậm chí cái thời đó những cái vị A-la-hán và những cái bậc những quý thầy mà có cái tài hùng biện đó, hùng biện không có lại ông đó, ông ấy trong tất cả các cái cuộc tranh luận đó ông đều thắng tất cả các vị thầy. Mà đến lúc là Tư Tăng mới thấy là mình là những người xuất gia học pháp đắc đạo rồi mà lại biện luận thua một cái ông vua mà ông ấy chưa có đắc đạo, bắt đầu mới lại hôn đúc, tức là nuôi một cái vị tên là Mi Tiên đó, tên là Di Lan Đà đó, xin lỗi, tức là ngài tức là ngài Na Tiên đó. Thì khi mà hôn đúc tức là đào tạo cho cái vị này trở thành cái người mà hùng biện đó, thì đến mới lại đối thoại với ông vua. Thì trước khi mà đến đối thoại đó thì ngài Mi Tiên ngài biết rằng là cái trí tuệ của ngài là vượt xa với lại ông Di Lan Đà, ông vua Di Lan Đà, là có thể dễ dàng khuất phục ông vua này. Thì ngài mới ra cái điều kiện, ngài nói rằng là bây giờ nhà vua sẽ đối thoại với tôi theo cái kiểu của một cái vị học giả, hay là đối thoại theo hình thức của ông vua? Ông vua không hiểu, ông nói rằng là đối thoại theo một cái vị học giả là như thế nào và đối thoại với lại ông vua là như thế nào. Thì ngài mới giải thích, ngài nói rằng là đối thoại với cái tính chất của một vị vua đó, tức là ra lệnh, tức là cứng đầu đó, tức là mặc dù là ngài nói hợp lý nhưng mà ta là vua, ta có quyền, ta không nghe, thì tức là cứng đầu. Còn đối thoại như một học giả là gì? Tức là khi mà phân tích ra cái điều này hợp lý thì phải nghe. Thì tức là đối thoại trên tinh thần đó thì ngài sẽ đối thoại. Thì ông vua ông ấy đồng ý cái điều đó và cái cuộc đối thoại diễn ra. Thì những cái việc tiếp theo còn lại thì từ từ chúng ta sẽ học cái bài kinh đó, chúng ta sẽ thấy.
Thì đó là cái duyên khởi của cái bài kinh này, tức là có một số các cái vị tỳ kheo thời bấy giờ đó, khi mà được Đức Phật thuyết pháp đó, các vị cứng đầu không có nghe. Tức là mặc dù Đức Phật dạy rằng là phải giữ giới, thì các vị không có giữ giới mà vẫn cứ thoải mái tự tung tự tác, giống như chúng ta đọc trong luật chúng ta thấy là nhất là lục quần tỳ kheo đó, Đức Phật cấm giữ vàng bạc thì các vị này giữ vàng bạc, thậm chí là các vị này cấm ca hát nhảy múa, các vị đến cũng nhảy múa luôn, và cấm giao du với lại những người nữ, các vị này cũng giao du với người nữ chơi bình thường luôn, không có vấn đề gì hết, tức là không có giữ giới. Thì khi mà một số các cái vị tỳ kheo tới mà can gián thì các vị này ở trong nhà Phật nó có một cái gọi là có cái phép yết ma đó, thì khi các vị này nhóm họp lại thì trở thành một đoàn thể tăng. Đoàn thể tăng thì bao giờ mạnh cũng mạnh hơn cá nhân, cho nên các vị yết ma cái thì cái vị tỳ kheo chân chính đó phải bỏ đi chứ không có can thiệp được. Và thậm chí chúng ta thấy là những cái vị dân ở trong làng đó lại ưa thích những cái vị tỳ kheo lục quần này hơn là những cái vị tỳ kheo chân chính. Bởi vì sao? Họ nói rằng là thấy mấy cái vị tỳ kheo này thấy hòa nhã vui vẻ, dễ thân dễ mến, cái gì cũng có thể mà gần gũi được, còn đâu mấy vị tỳ kheo kia thấy sao khó quá, cái gì giữ giới cái gì cũng tránh, đưa đồ ăn thì không được chạm một tay, thế sao thấy mệt mỏi quá. Thì chúng ta thấy là nói như vậy không phải là chúng ta không open, nhưng mà chúng ta thấy một cái điều là gì, những cái thiện pháp đó nó rất là khó chúng ta giữ gìn, còn những cái mà nó không phải là thiện pháp thì chúng ta thấy là rất dễ vui và chúng ta rất dễ có thể vi phạm phải, và nó trở thành một cái tư tưởng, một cái hình thành, một quan niệm, và chính vì thế mà nó khiến chúng ta trở thành cứng đầu là vậy đó. Cho nên là Đức Phật chế giới ra mà không có chịu giữ giới, dạy cái pháp đó là cái pháp giải thoát mà không có chịu hành, mà cứ tự do làm theo những cái thói quen của mình. Và nhất là chúng ta biết là những cái vị đệ tử của Đức Phật đó phần lớn là từ những ngoại đạo, từ bỏ cái đạo của mình mà gia nhập, sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thấy khởi lên cái tâm mà hoan hỷ, khởi lên cái tâm thích thú vào xuất gia. Nhưng mà cái nền tảng ở cái đạo khác nó có sẵn, cho nên các vị cứ tiếp tục hành theo cái đạo của mình và không có theo cái lời dạy của Đức Phật. Mặc dù các vị có cố gắng đó, nhưng mà tức là cái nền tảng nó đã có sẵn rồi, cho nên là nhiều khi tư pháp ra nó trở thành những cái ngôn ngữ của Bà La Môn hoặc ngôn ngữ của Đạo Ni Trần Tử. Tức là giống như là ở cái lớp bên kia có chia sẻ, nhiều khi chúng ta thấy là có những cái việc làm đó mà nó không có như ý mình, bao giờ mình cũng thấy là chẳng hạn như là mình bị một cái gì đau khổ, bị cướp mà người ta giật mất cái bóp hay cái gì đó, mình tặc lưỡi nói chắc tại do quá khứ mình ăn trộm của người ta, tất cả chúng ta đổ thừa vào quá khứ, trên thực tế là không có như vậy. Nếu mà chúng ta đổ thừa vào cái nghiệp quá khứ đó thì vô hình dung chúng ta đã chấp nhận cái thuyết định mệnh của các cái đạo khác. Chúng ta thấy là mặc dù đến tận bây giờ chúng ta vẫn thấy là có những cái trường hợp đó xảy ra, và dám chắc rằng là 70-90%, nếu không nói là 99%, chúng ta đều có cái tư tưởng đó, nghĩ rằng là mình mất cái bóp là do là quá khứ, là mình tạo cái nghiệp, mình giật của người ta. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy, không phải cái gì nó cũng là quá khứ, không phải cái gì chúng ta cũng đổ thừa cho quá khứ. Do chúng ta có những cái là do chúng ta bất cẩn, hoặc là do là cái người đó đã để ý chúng ta, mặc dù chúng ta có cẩn thận, nhưng mà cái người đó có cái tâm trông cắp và để ý chúng ta lâu ngày rồi, và chúng ta đâu có thể mà lúc nào chúng ta cũng giữ khư khư được, cho nên sơ hở ra một chút là họ trộm, họ lấy được chúng ta. Đó là những cái nghiệp hiện tại chứ không phải là nghiệp quá khứ. Cho nên rất rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta không có thể đổ thừa và không có thể tặc lưỡi mà cho rằng đó là nghiệp quá khứ được. Mà đạo Phật là cái đạo mà rất là năng động, chúng ta tất cả mọi thứ nó ở hiện tại này, chúng ta không có thể đổ lỗi cho quá khứ được. Thì đó là cái duyên khởi của bài kinh, do rất nhiều các cái tỳ kheo cứng đầu, không có chịu học pháp, hành pháp, và thậm chí là những cái vị mà có học pháp, có hành pháp nhưng mà hành một cách sai lệch, giống như là chỉ cái pháp mà Đức Phật Ngài đang chỉ cho hai cái vị kia đó, thực hành một cách cùng một cái chính pháp, thực hành một cách sai lệch nhưng mà cứ ngoan cố giữ gìn cái pháp đó thực hành mặc dù nó không có kết quả, mặc dù có sự khuyên can nhưng mà các vị đó không có chịu từ bỏ. Cho nên Đức Phật mới dạy, gọi các tỳ kheo đến và dạy cái bài kinh này và chỉ ra rằng có 7 phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc, và tùy theo từng loại lậu hoặc,
tùy theo từng cái loại nhiễm ô mà chúng ta có những cái phương pháp đối trị khác nhau. Thì đó là cái duyên khởi của bài kinh. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, phần thứ năm, tức là cái phần chính của bài kinh, phần chánh kinh đó, tức là cái phần tóm tắt ở cuối trang số 21. Có hai cách tác ý các pháp hay để tâm suy tư về một việc gì, tác ý hay là cái tâm suy tư. Và chúng ta thấy là từ từ chúng ta sẽ thấy là đối với đạo Phật đó, ăn thua tất cả mọi thứ là trong cái tác ý. Tức là tác ý là chúng ta tạo ra những cái cảnh khác nhau, và cái cảnh đó có thể là khổ đau hay là cái cảnh đó là an lạc, thì nó sẽ mở ra chúng ta hai hướng, một là khổ đau, hai là an lạc. Và tương tự như vậy, ở đây cũng có hai cách tác ý các pháp hay để tâm suy tư về một việc gì, đó là như lý tác ý và không như lý tác ý. Như lý tác ý là khi lậu hoặc chưa sinh thì không sinh, và đã sinh thì bị trừ diệt. Không như lý tác ý là khiến cho lậu hoặc chưa sinh phát sinh, và lậu hoặc đã sinh ra thì tăng trưởng. Chúng ta thấy là rõ ràng ở đây, đọc cái phần vừa rồi chúng ta sẽ thấy là sẽ mở ra cho chúng ta hai cái con đường đi. Cái con đường thứ nhất là như lý tác ý. Như lý tác ý tức là gì? Tức là chúng ta suy tư, chúng ta nghĩ đến đối tượng đúng như cái nguyên lý của nó. Khi mà suy nghĩ, suy tư đối tượng đúng nguyên lý của nó thì chúng ta sẽ không đau khổ. Và đúng nguyên lý của nó ở đây có hai. Tức là thứ nhất là đúng nguyên lý theo thế gian. Tức là ví dụ như là trong một cái năm chúng ta có bốn mùa chẳng hạn, xuân, hạ, thu, đông. Xuân thì cây nó đâm chồi nảy lộc, mùa hè thì nó sinh trưởng và nó phát triển, và mùa thu thì nó tàn úa, và mùa đông thì nó rụng và nó khô, nó trơ tròn. Và chúng ta không có chịu theo cái nguyên lý đó, chúng ta bắt buộc rằng là phải mùa đông cây nó phải nở hoa. Tức là chúng ta đi ngược với cái nguyên lý đó. Và chúng ta thấy rất rõ một điều rằng là mùa đông theo cái nguyên lý thì cây nó phải rụng lá và nó phải còn lại cái thân cây khô thôi. Và chúng ta bắt nó nở hoa, tức là chúng ta đi ngược với nguyên lý và cái cây đó nó không bao giờ nó nở hoa. Và như vậy là chúng ta tự mình làm mình đau khổ. Thì đó là theo cái pháp của thế gian. Và phần lớn là chúng ta bị rơi vào cái việc là phi như lý tác ý, tức là chúng ta phải bắt mọi thứ nó vận hành, nó trôi chảy theo cái tư tưởng của chúng ta. Giống như cái ví dụ lần trước đó, tức là chúng ta thấy là 8 x 3 bằng 23, lần trước có kể chuyện về cái đệ tử của ông Khổng Tử là Nhan Hồi đó. Tức là theo những cái nguyên lý đó, tức là 8 x 3 nó phải bằng 24. Thì họ đã đem ra, họ cá cược với nhau. Một người nói rằng là, cái ông mà vua vàng nói rằng là 8 x 3 bằng 23, và ông Nhan Hồi nói rằng là 8 x 3 bằng 24. Thì đem cá cược với nhau, nói rằng là nếu như mà 8 x 3 mà bằng 23 đó, thì tôi sẽ bỏ ngũ quan. Tức là ông Nhan Hồi nói là tôi sẽ bỏ ngũ quan. Mà thời bây giờ nếu mà bỏ ngũ quan, tức là ý muốn nói rằng là cái gì mà ghê gớm lắm. Còn ông kia thì ông ấy cái kiểu rằng là nếu mà 8 x 3 mà không đúng bằng 23 đó thì ông cứ chặt đầu tôi đi. Thì chúng ta thấy là khi mà Khổng Tử đến phán quyết thì kết luận rằng là 8 x 3 bằng 23 để muốn nói rằng là sự việc nó có thể trôi chảy vận hành theo cái nguyên lý của nó để cho nó được an lạc. Nếu mà chúng ta cố chấp, chúng ta bắt nó theo cái ý của mình đó, thì tự chúng ta sẽ đau khổ. Tức là chúng ta đi ngược theo cái vận hành của thế gian để mong rằng tất cả phục vụ cho chúng ta, để cho chúng ta an lạc. Thì cái đó là chúng ta đi ngược với cái vận hành của thế gian. Thì đó là cái ý thứ nhất của phi như lý tác ý. Chúng ta tạm ngưng ở đây, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp cái bài này. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.